Xin chào quý vị và các bạn, tiếp tục những cái thông tin rất là nóng hổi về dự án P-Network, về cái sự việc có rất nhiều ví, à không, mình nghĩ là cũng không phải là nhiều, chỉ một số các cái ví mà ở cái nhóm là thu gom P đã bị Picoteam khóa chiều gửi và nhận P đến cái ví vi phạm chính sách của Picoteam đấy. Thì theo một số những thống kê được các anh em ở trên cộng đồng mạng tổng hợp và chia sẻ lại, thì theo cái bài viết của anh Dương Hiển Dũng là admin của một diễn đàn P-Network tại Việt Nam, thì có một cái địa chỉ ví với cái số lượng P-Coin lên đến 87.000, hơn 87.000 P-Coin đã bị khóa chiều gửi và nhận. Thì theo một số các nguồn tin không chính thức khác thì tại Việt Nam chúng ta, số lượng P-Coin bị thiệt hại do cái việc Picoteam khóa các cái ví thu gom P có thể lên đến là 350.000 P-Coin. Các bạn xem, thì nếu mà tất cả những cái ví bị khóa này mà không giải trình được lý do các cái giao dịch, những cái lịch sử giao dịch của họ có trong sạch hay không, không phải là những trường hợp mua bán P-Coin, thì coi như những cái ví này là mất P. Bởi vì sao? Bởi vì P ở trong các ví là bị khóa, thì coi như là có khác gì là việc đốt P-Coin đi đâu. Đó, do vậy là với những cái ví mà trong trạng thái đang bị khóa như này mà không giải trình được với Picoteam, như trong một cái clip trước mình có chia sẻ ngay trên cái màn hình của cái app đào P của những cái tài khoản bị khóa đấy, thì các bạn có quyền được khiếu nại với lại Picoteam để họ có thể xem xét được rằng cái việc khóa tài khoản đấy có thể là do nhầm lẫn, hoặc là nó không đúng, nó đúng với những cái quy tắc của Picoteam thì các bạn sẽ không sao. Nhưng mà nếu mà là sai, là hành vi mua bán P-Coin bằng tiền fiat, thì chắc chắn là các bạn sẽ bị khóa. Thì theo cái thống kê của anh Dương Hiển Dũng, một cái địa chỉ ví được cho là của dự án P-Bright, dự án này thì thực ra trước nay cũng đã gây ra rất nhiều các tranh cãi trong cái cộng đồng đảo P-Network tại Việt Nam, đó là việc họ có vi phạm chính sách của Picoteam hay không. Thì rõ ràng là vi phạm rồi, nhưng mà họ vẫn làm. Thì có một số thành viên ở trong nhóm P-Bright này, mình cũng không phải giấu tên làm gì nữa, được tuyển làm đại sứ của dự án P-Bright, đó là anh Trịnh Văn Trình, Elon Trình, có đứng ra thậm chí thách thức cả cộng đồng đào P-Network Việt Nam và các cái mốt quản trị kênh chat tiếng Việt, là dám đố khóa được cái ví mà đã đứng ra thu gom P. Thì đến thời điểm hiện nay thì cũng chưa thấy cái thông tin từ phía anh Trịnh Văn Trình, hoặc là cũng có thể anh lặn mất tăm rồi. Một cái Facebook khác có cái tên là Hiểu Thiên, cũng là một trong số những cái nick Facebook đứng ra công khai thu gom mua bán P. Thì thực tế các bạn hình dung là khi các bạn tham gia một cái cuộc chơi, một cái trò chơi gì đấy, một cái game nào đấy mà các bạn không phải là người làm chủ của game, thì dĩ nhiên rồi, lẽ thường tình và hiển nhiên là các bạn phải tuân thủ các luật chơi của cái game đấy. Bạn có lách như thế nào thì mà không đúng quy định, quy tắc của họ thì bạn cũng sẽ bị xử lý thôi. Với P-Network cũng như vậy. Dự án P-Network thì có công ty mẹ đặt tại Hoa Kỳ với cái tên là Social Chain, và nói chung là tất cả những cái gì pháp lý của Hoa Kỳ thì họ đáp ứng đầy đủ cả. Thì về Việt Nam anh em chúng ta thì rất nhiều những bạn đào P thì có lẽ là cũng có tâm lý nôn nóng, hoặc là cũng có tâm lý là muốn ăn sổi khi mà dự án P-Network chưa thành hình. Các bạn đã đứng ra thu gom P nếu mà trong cái giai đoạn mà trước khi mà Picoteam khóa cái ví đứng ra thu gom của các bạn mà các bạn tẩu tán kịp thì các bạn hòe vốn. Nhưng mà nếu với những cái người mà đứng ra thu gom sau đó mà họ bị khóa P như này thì thật sự có lẽ thiệt hại cũng tương đối. Kể cả bạn có gom P giá rẻ, nhưng mà các bạn xem cái số lượng P-Coin các bạn gom vào đây lên đến 87.000, mình cứ cho là làm tròn 87.000, làm tròn đi, và mỗi một P-Coin các bạn thu mua, xem nào, các bạn mua với giá mình cứ cho là rẻ mạt nhất là 5.000 đi, để coi là cái giá dìm P đấy, 87.000 mà các bạn nhân với 5.000 thì các bạn phải mất 435 triệu để có thể
thu gom được cái số lượng Picoin như thế này. Đấy là mình làm tròn những con số gọi là tượng trưng là gần đúng thôi. Nếu mà các bạn không xử lý kịp cái số Pi này đi thì dĩ nhiên là khi bị khóa và các bạn không giải trình được thì bạn mất trắng cái số Pi này cũng như là cái số tiền của các bạn đứng ra thu gom. Và thật sự cũng rất là đáng tiếc nếu mà trong tương lai không xa Picoin có một cái giá trị lớn trong cộng đồng của chúng ta thì những ai mà đã bán những cái đồng Picoin rẻ mạt này đi thì cũng coi như là các bạn thiệt hại. Các bạn chỉ thu về được có 5.000 với mỗi một Picoin nhưng mà các bạn đã bỏ qua một cơ hội sở hữu một cái số lượng tài khoản lớn đấy, trong tương lai. Thật sự là như vậy cũng rất là đáng tiếc và cũng mình nghĩ là đáng trách đúng hơn khi mà các bạn đã tự làm mất đi các cơ hội có khả năng có sở hữu được những cái tài sản có giá trị cao trong tương lai. Đấy, rất nhiều những cái địa chỉ ví mà theo bài viết của anh Dương Hiển Dũng là anh đã test thử đó, test thử chuyển nhận đến những cái ví này nhưng mà không được. Những con số này thì mình thấy là cũng khá là tương đối nhiều với những cái số dư từ 18.000 cho đến 1.700, 1.400, 1.400 đấy, rất là nhiều. Và nó đáng tiếc và cái sự việc này có lẽ sẽ được cộng đồng Pi nhắc đi nhắc lại trong quãng thời gian đến khi mà dự án chính thức lên mainnet. Lên mainnet thì các bạn mua bán thoải mái rồi bởi vì lúc đấy chả ai cấm được các bạn cả, bởi vì lúc đấy tất cả mọi thứ nó mở rồi và thậm chí các sàn còn nhảy vào tự đưa cái mã Pi xịn lên trên các sàn của họ đó. Bây giờ chưa được chuyển nhận Pi xịn, chỉ gọi là các cái mã với cái tên là Pi Network thôi ở trên các sàn. Nhưng mà sau khi mà lên mainnet mở rồi thì dự án hoàn toàn để cho cộng đồng định đoạt cái số phận của nó, nên là lúc đấy các bạn mua bán cũng có muộn gì đâu. Các bạn vội vàng vi phạm cái chính sách của Picoin trong giai đoạn mainnet kín này làm gì để ra cái lông lỗi này, thiệt hại thiệt đơn thiệt kép luôn các bạn ạ. Đó, thì đấy là những cái quan điểm của kênh Invest TV về cái số lượng Picoin bị thất thoát tại Việt Nam trong cái giai đoạn vừa rồi khi mà Picoin đã chính thức khóa những cái tài khoản vi phạm và đang chờ trong cái giai đoạn giải trình. Thật sự là một dự án uy tín đấy các bạn ạ, chứ không phải là họ vẽ ra dự án để làm chơi khơi khơi đâu. Thế nên là các bạn nào mà có ý định mà ăn sổi với dự án Pi Network thì các bạn nên thay đổi cái quan điểm về cái dự án này đi và hãy tuân thủ những cái quy định của dự án một cách chuẩn chỉnh nhất các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.